ngoài đúng đây, không? Đợi tao hôm nay tao đã nạp tiền, bố mới sợ đéo. Hai, ở bao mi. Đẹp trai chưa có người yêu. Hãy yêu anh. Được rồi. Mà profile lạch ảnh thầy á. Được đấy. Nếu mà thầy giận tôi thì các ông phải đỡ hộ tôi một viên đạn nữa. Nếu mà thầy giận tôi thì đỡ hộ tôi một viên đạn nữa. Ờ để tao nói thầy cho. Hai này này này. Cái nào? Thế này này. Đâu má hoàng tử mưa yes, luôn. Yes bro. Cỡ này phải so với anh Tùng núi. Gì trời. Wow. Start video này. Đâu. Messi là Messi. Anh. Anh. Chào cậu. Chào anh. Anh đang làm gì ạ? Chị đang nằm thôi. À đang nằm ở từ từ. Tớ có mấy tớ có thằng bạn mới từ Mỹ về. Nó là người Việt, gốc Gia Lai. Đấy nó đang bảo là nó sống một mình ở đất Hà Nội này cô đơn quá chưa có người yêu. Không biết là anh có chưa? Tớ đang đi tìm người yêu cho thằng em tớ. Này tên là Kiên. Mình tên mình tên Kiên. Dạ. Cái gì ạ? Cái gì ạ cậu? Bạn có vợ không? Mình chưa có vợ. Mình bạn còn độc thân đúng không? Dạ đúng chưa có người yêu nha. Chưa có người yêu. Ui, sao bạn nhìn sang bên phải? Chứng tỏ trong phòng còn một người nữa này. Thôi bây giờ tớ chưa có người yêu, bạn tớ chưa có người yêu. Nếu như trong phòng cậu còn ai có thể giới thiệu cho bọn tớ. Đây 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 đấy cậu cười kìa. Đâu? Cười là có. Có ai nằm cạnh ấy? Ai nằm cạnh ấy? Ê, hay là chồng của bạn ấy nhỉ? Chị lên tiếng đi để anh biết tưởng mình có chồng. À không có chồng à? Chị có chồng. Ui, biết sao không? Hồi nãy sao? Bây giờ mình gặp một anh nói chuyện với mình đã xong cái tự nhiên hồi anh quay qua vợ con của ảnh cái mình lướt tên thứ hai mình kể lại với anh đó là hồi nãy mình gặp vậy đó ảnh lướt qua vợ con ảnh nữa xong mình bảo đảm luôn chưa có vợ con mình mất niềm tin quá chẳng phải đảm thân luôn. Anh ơi nhìn hai bọn tớ đây là Kiên còn tớ là Liên hai thằng trẻ trâu như này không thể nào có vợ con được lại còn sống chung với nhau nữa đúng không ấy tớ có thể cho cậu xem một tour nhà tớ luôn không có một người con gái nào không có dáng người con nào luôn để chúng mình có thể hiểu nhau hơn. Không nhưng mà tớ nghĩ là chỉ cần nói thôi là được đúng không? Là sao? Là hai người đang làm gì? À đâu, bọn tớ đang lên đây bọn tớ đi nói đi chuyện mà chứ có bán quần áo đâu. Gì? Là sao? Nhà to thế. Bà cho mình xem một vòng tour nhà được không? Không, nhà này phải nhà của mình bạn ơi. Ồ, không phải nhà của bạn ấy. Tớ đang quay qua mặt chị tớ nhìn mắc cười. À thế à? Ôi nhưng mà... Đấy, nhưng mà chị cậu còn độc thân không? Còn độc thân hết nhé. Cho mình xem mặt chị cậu được không? Ủa, ước gì bọn tớ chỉ ước một lần được thôi. Được kiểu nhìn thấy cái vẻ đẹp, cái nhan sắc của chị cậu. Không biết là có thể không hả cậu? Ok, chị cho coi mặt cậu. Chị ơi, bọn em hâm mộ chị lắm. Bọn em sinh năm 2K4. Chưa được gặp con gái xinh ở trong cuộc đời bao giờ. Chị ơi. Chị mở mang tầm mắt tụi em đi chị. Không nhưng mà em đối tại bọn em kiểu chưa người yêu bao giờ ấy nên là kiểu gặp con gái ai thấy xinh chị ạ. Nên là xạo quá. Trời. Má đây chị hỏi đi, mày kể đi. Tao đã bao giờ có người yêu chưa? Em với thằng này học chung cấp 1. Hồi giờ tụi em là chưa bao giờ có người yêu luôn. Lớn lên là chỉ có đi học, đi làm là không có người yêu nên là bây giờ mới lên đây nó gọi là để giải tỏa sự cô đơn chị hiểu không? Để em kể cho chị nha. Hai bọn em là người Lạng Sơn, nó là người Gia Lai. Năm lớp 8 nó qua Mỹ, còn năm lớp 10 em mới qua. Tức là bọn em lúc đầu không gặp nhau, nhưng mà sang bên Mỹ làm ăn bươn trải, em bưng phở, nó thì rũa nêu. Hai thằng mới gặp nhau ở trời đất Mỹ, nhưng mà làm xong bên Mỹ mấy năm rồi thì thấy ở bên Mỹ không vui. Đúng em bọn em mới về Việt Nam, đúng chưa? Đúng vậy. Đấy, mà bọn em chưa bao giờ có một mảnh tình sánh vai luôn. Chị ngày xưa tụi ba là chị đi làm mà. Hiện tại hả? Chị đi làm thôi chị ạ. Ý là hiện tại tụi em đang ở đâu? Bọn em ở Hà Nội ạ. Ở Hà Nội ạ. Chị ở đâu hả chị? Chị ở gần em nè. Gần Hà Đông? Chị ở Hải Phòng. Sixteen tip on the mic. Yeah. Oh, ủa, Hải Phòng em cuối tháng này em định về Hải Phòng chơi đấy. Về Hải Phòng chơi chỗ nào được hả chị? Bạn ơi, bạn có thể dắt hai em đi không kìa? Dạ. Đi lòng vòng Hải Phòng. Đi loanh quanh Hải Phòng các bạn. Lòng vòng một tí thôi chị ạ. Lòng vòng một tí Hải Phòng thôi. Hoặc là chị chỉ cần đi cùng bọn em xong chị bảo chỗ thôi xong rồi bọn em đưa chị đi cũng được.
Đúng Thiên. Đúng. Mày biết lái. Đúng. Em biết lái. Nó biết lái ô tô, em thì biết lái. Em biết lái nhiều. Á lộn, em biết lái ô tô, em còn lái thêm nhiều cái nữa, nhưng mà nói chung là em rất là giỏi lái ô tô. Đúng. Lái cái gì được, lái cái gì được. Lái máy bay các lái, kiểu luôn, bọn em lái được hết. Luôn. Bằng B1, B2, B6 bọn em có hết. B52 em còn lái được. Đúng. Đâu? Ôi chị buồn ngủ đấy. Chết rồi, chị cần ôi ngủ để biết là mình không, mà nhìn cái góc này sao em thấy chị nhìn thấy rất là xinh nha, nói thiệt nha. Dạ ơi mời. Thiệt mà, bây giờ chị cho em bây giờ chị cho em cái địa chỉ đi, xuống bữa nào xuống Hải Phòng đi. Dạ đi liền đi. Mà sao em nghe có thấy tiếng đàn ông lỡ đâu, chị nãy giờ chị nói giỡn với em thì sao? Ừ. Hay plot twist là chị có bạn trai rồi. Dạ. Chị mà có bạn trai thì chị đâu có lên đây nói chuyện hỏi với trai làm gì đâu. Không phải đâu, bọn em cũng hỏi cho rõ. Tại bây giờ chị biết thời buổi hiện đại con người ta lừa nhau. Cái chữ, hai cái chữ tình, tình yêu bây giờ nó rẻ mạt lắm. Đúng chị ạ. Vèo cái là người ta có người yêu, người ta đúng như này như kia. Không, không biết đâu mà lần ấy. Đấy chị xem nào. Sợ lắm. Uầy. Em you see the slow mo quá. Yes. Ủa, chị nhìn chị nhìn lại chị trông điện ảnh quá. Không, chị này giống diễn viên nổi tiếng nè. Diễn viên đó. Chị phải diễn viên không? No. Nhưng mà thế ví dụ mà bây giờ bọn em xuống Hải Phòng cuối tháng này thì chị ở chỗ nào Hải Phòng ạ? Cuối tháng hả? Vâng, cuối tháng, tại bọn em còn đi làm, bọn em có kiểu phong bạt đâu. Bọn em nhá, thứ hai, thứ tư, thứ sáu em bán quần áo, 3, 5, 7 tháng này bán kem trộn, chủ nhật bọn em cùng bán nội y. Đấy, rất là nhiều việc. Đúng trên rồi. TikTok hả? TikTok dạ, em bán kem trộn. Mày, ok luôn chị. Trời ơi, bọn em có nhiều loại lắm. Test lên là chị coi là chị biết liền. Thằng này đây nè, đây bọn em phải test hết cho khách hàng nha. Đúng rồi. Đây cái cam này nó hơi lỏ thôi, tại bọn em để tối nha. Đây là tay bên trái của em khi dùng kem trộn nè. Bên phải của nó là chưa dùng kem trộn. Chị kêu là ship cho một hộp kem trộn kèm theo người bán. Oh. Được rồi, chị cho em cái địa chỉ đi. Kem trộn đúng không ạ? Bọn em có nhiều loại lắm. Đây này, đây nhá, kem trộn là để trắng da, thì em có kem trộn để mọc da lông giống con khỉ cũng có luôn. Em cho chị xem phẩm đi. Dạ, bọn em để kho chứ, đây ở nhà. Bọn em để kho đi chị. Kho của bọn em ở cách đây mấy cây. Rồi em bán cái gì? Bọn em like ở kho luôn mà. Rồi dạ. Em bán cái gì? Dạ. Em bán cái gì? Cho chị coi sản phẩm được không? Trời ơi, đã bảo là hàng ở kho mà bọn em ở nhà làm sao mà lấy được hả chị? Đây, thằng này xài mỗi ngày đấy chị coi kết quả luôn nè. Không, cái này là trắng tự nhiên nha, không có xài. Đây thằng này mới xài nè. Thằng này xài kem lúc đầu nó nhập kem tàu về định bán. Nó định lừa người dùng nhá. Nó định kiểu cho bán nhập 1.000 bán 100.000 đây nè. Xong nó dùng tay nó mọc đầy lông này chị ơi. Thấy gớm chưa? Em là bán uy tín. Em không bao giờ lừa lọc khách hàng. Em quan trọng là cái sức khỏe của khách hàng. Thế nên đấy, em là cho khách hàng là phải sản phẩm là phải xịn. Thằng này dùng xong lông nó mọc xun xuê luôn mà mọc từ đầu nó đít chị ạ. Tắt đèn hả? Tắt đèn nó tối quá à. Ây da. Ôi sao chị tắt đèn sớm đấy, 9:30 mà chị đi ngủ rồi á? Lên đèn rồi em. Ủa, lên đèn rồi. Phố lên đèn thì mày lên đồ. Ui, lên nhạc luôn. Lên đèn là chắc chị lên nhạc này. Chúng mày lên nhạc rồi đó. Không, tao trông chị cũng cá tính á. Em tức là nhìn vào đôi mắt của chị, em nhìn thấy một chút cái sự lãng mạn của dòng nhạc Vina House ấy. Đúng rồi. Tức là em có nghĩ hay là không? Hả? Cái gì hả chị? Sao chị? Có nghiện hay không? Em ui trời ơi, không chị ơi, bọn làm em đi làm miết thời gian đi làm mà miết thời gian đâu mới sinh năm 2004 thôi. 2004 biết gì đâu, chị hỏi em nghiện không này chết. Ba người là đánh đồng phụ em đi mệt, em không thể nào mà nói chuyện lại với hai cái miệng này. Ây da, chắc chị chê mình nói nhiều. Có thể ví dụ nói chuyện bọn em chị có đau đầu không chị? Không, chị bình thường. Không, do gặp chị nên là tụi em vâng thấy kiểu như đúng có cái gọi là cái sự hứng khởi để mà nói, chứ còn bình thường thì tụi em cũng lạnh lùng biết nói lắm, nhưng mà gặp chị ở đây thì không có thể nào gọi là kiểm soát được. Một người miền Bắc. Đúng chị ạ, bình thường ở nhà em nội tâm, em buồn, em chả nói gì đâu. Đúng nhưng rồi. Hôm nay gặp một người con gái xinh đẹp như chị ở trên Aza, em bắt đầu nói nhiều hơn, cởi mở hơn đấy. Đây chị là người hướng nội nên chị sẽ lắng nghe hay em nói hơn. À thế ạ, thôi thế bây giờ ví dụ chị nãy giờ nói chuyện chị cho em chưa hỏi chị tên là gì ạ? Chị tên là Khôi. Hoa Khôi à chị? Khôi. Lê Khôi à chị? Chị nhớ đi em ơi. Chị tên là Lê Khôi á? Chị là Lady Boy đấy. Lady Boy. No. She got the cool.
Oh my god. Plot twist. Chị tên là yêu. Bạn chị dạy chị nói chị tên là yêu. Chị là ladyboy đấy. Không, em yêu yêu là em thích hay là yêu còn chưa biết. Chị tên là yêu à? Rồi thế bọn em tên là tình. Đúng không chị? Tình với yêu đi đôi cặp đúng không chị? Không à? Ôi tôi buồn quá. Thế đang định bảo là đây đến cuối tháng này đến Hải Phòng. Hết tôi là bảo chị yêu ơi dẫn em đi chơi. Thế chị đó, dẫn ăn à, bánh đa cua. Chị tên là anh mà má không để ý. Bánh đa cua kìa mọi người. Bánh đa... Bánh đa... Ngán à? Ngán à? Em do bọn em chưa tới đúng. Được có cơ hội để tới Hải Phòng để gọi là trải nghiệm được cái sự độc đáo thực sự đúng của cái món đó. Yeah. Nên tụi em muốn tới Hải Phòng. Sao nó cháo. Ây da. Thôi thôi được rồi, thế nếu có duyên thì chúng mình gặp nhau lại ở Hải Phòng. Chị nhá, còn bây giờ bọn em phải đi bán quần áo. Sau đấy ca đêm 10 giờ. Chuẩn bị cho cái live kem trộn ngày mai. Bây giờ khoanh tay đi, chị đáng yêu đây. 1, 2, 3 đồng thanh, bọn em chúc chị ngủ ngon á. 1, 2, 3, bọn em chúc chị ngủ ngon à. Được rồi. Tạm biệt mọi người, chúc mọi người ngủ ngon. Em chào chị nhá. Chào chị. Dạ. Em chào chị, chào chị của chị nhá. Và chào anh, người yêu, bạn của hai chị. Và chào tất cả mọi người đang có mặt ở gần khu Hải Phòng đấy. Thế nhá, cảm ơn chị nhiều. Yeah. Em chào chị. Dạ. So mean, bro. Ủa, mèo à? Ủa sao trông xinh thế? Oh, she's so cute đâu, look at her. Ủa, đàn yêu chưa? Để tao nói chuyện. Đây, tao ra nó đây cho mày. Như, bạn tên là Honey ơi. Bạn tớ single. Ơi. Đây, nó đuổi tớ ra. Tớ cũng single nhưng mà nó không cho tớ nói chuyện. Đấy, thế do your job bro. Honey tên thật là gì á Honey? Honey chứ gọi là Honey mà. Là bánh kẹo Hải Hà. À sao à? Em tên là Hải Hà. Hải tên Hà. Là Hải Hà á. Ui tên đẹp thì trong đẹp. Tranh ấy nhở. Ừ. Má mà tưởng tao tưởng tượng Picasso ngày xưa người ta vẽ đặt tên là bức đúng tranh đặt tên là Hải Hà. Trời đất ơi, Hà đâu đấy? Em ở Ba Đình, Hà Nội. No! Hay quá, trời gần đất ơi. Gần luôn. Gần quá, anh ở ngã tư Sở lận. Má mà hơi xa, nhưng mà Ba Đình. Thế á? Ngã tư Sở luôn á? Anh ngã tư anh ở gần đấy. Ơ, nhưng mà Ba Đình là gần chỗ ngày xưa anh học ấy. Ngày xưa anh học, em phải chỗ ở gần chỗ giảng võ. Em ở Hồ Thành Công. Ôi, Hồ Thành Công ngày xưa có mấy cái quán nét. Ồ, tao đúng rồi, đúng rồi, gaming. Đúng. Ngày xưa anh toàn ra đây chơi, anh ra Pegasus này, anh ra Viking này, anh ra nhiều lắm. Ủa, ngày xưa toàn ra đây chơi điện tử, nó dã man đấy. Nhà em ở ngay chỗ Gaming X. Ủa thật á? Gaming X Thành Công luôn. Ngay bên cạnh luôn. Ủa, thế em có hay đi chơi điện tử không? Hay không chơi? Em học sinh chuyên cần. Em ôi, chuyên cần. Học sinh chuyên cần. Má thằng này nó chuyên cần luôn. Yeah, hôm kia. Đó damn, she know what's up, bro. She know what's up. She know what's up, bro. 420. We should meet up. 420. Oh, 420 chill and free, bro. Cú te không, anh cú te thằng này đéo. Thằng này Sở Khánh lắm. Hả dã? Hai anh đang livestream à? Ở cái căn bản là bọn tớ bình thường làm nghề bán quần áo xong ngồi các thứ livestream lên chém gió ấy. Nhưng mà tuy nhiên là hôm nay kiểu bán chả được cái áo nào thế mưa. Chán quá thế nên là em mưa em đâu? Để bọn anh mang ô lên. Em đâu? Em đâu? Em chạy mưa đã từ. Ôi từ từ em ơi. Đang ở Thành Công ngồi ghế đá cho họ. Bác sĩ lên, bác sĩ mưa nhanh từ Thành Công. Lại còn mưa. Cần cái ô à? Gọi Grab giải cứu. Mưa. Mưa. Hình như mưa. Em ơi. Đi đã. Em phải đi đã. Hình như mưa. Từ từ đi á. Từ từ em đi cẩn thận thôi nhá. Không là mưa đấy. Anh có kết bạn. Kết bạn à? Thế chúng ta có thể kiểu nói chuyện qua cái hình thức nào đây? Thôi bây giờ anh em cái này nè, cái yêu cầu kết bạn này nè. Cái này có á? Có kết bạn luôn. Là chúng ta nói chuyện lại được với nhau à? Ủa nền tảng đỉnh ấy. Ấy. Anh ấn nhầm nút report. Anh ấn nút report. Anh nhầm từ kết bạn đâu nhở? Tên sao bạn ý sinh thế? Em ấn không được, cái chỗ yêu cầu kết bạn em ấn không được. Chết đồ. À được rồi, được rồi. Được rồi. Tại vì cái này kết bạn xong đôi khi cái app này anh không dùng nhiều nó còn bị đơ. Anh nghĩ là chúng ta nên sang những cái nền tảng. Ôi. Chết. She a player. Không sang những nền tảng khác như kiểu là Instagram hay là Facebook hay là cái gì đấy. Nhưng mà nếu đây, em đây anh để IG ở đây là nếu như em muốn kết bạn
mà kiểu nó nó tính cái đường dài hơn, nó mới biết ngựa hay hơn ấy. Đúng rồi. Anh để IG của anh ở đây nhá. Em thì là Facebook. Em chỉ cần follow thôi là anh check được. Ê, anh chat em nhìn thấy gì không? Em là Instagram, em gửi Instagram. Đúng, okay. đúng. Đây. She famous, bro. Look at that. Famous. Damn, Gucci too. No. Dripping, huh? Dripping. Ê. Ủa má, tao tưởng ôm anh rapper nào mà tao hú hồng. Tao hú hồng. Tưởng lên nhạc diss không á. You know what I'm saying? Like Hazel. Ây da, ôi đồ. Quỳnh đúng không? Chết rồi. Oh my god. Ok. Ê, sao lại có một... Sao anh nào đẹp trai đánh đàn này? Em chưa có người yêu đúng không? Không phải, đấy là thầy giáo làm việc cùng em. Ngày trước em dạy piano và dạy hát mà. Oh no. Really? Thầy giáo làm việc cùng, đồng nghiệp thôi. Anh cũng muốn học piano. Anh Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Đấy, anh cũng muốn học những cái thằng nhạc mà anh chưa biết. Anh rất tiếc anh. Oh, she wanna learn English, yo. Đây, từ, mày cầm mày tao. Bọn anh lại là giáo viên tiếng Anh luôn. Ôi, thế á? Giáo viên tiếng Anh luôn. Mà anh là rất đam mê chơi đàn. Đúng. Giáo viên tiếng Anh nhưng mà thích chơi đàn. Đây, thích chơi đàn, rất thích chơi đàn. Anh rất thích nhạc nhẹ luôn nhưng mà anh không biết thanh nhạc. Còn đây là bằng tốt nghiệp đại học, cử nhân đại học Mỹ của anh. Đấy, nếu như mà em cần một địa chỉ học tiếng Anh uy tín, anh không phải kiểu quá chuyên cần, nhưng bọn anh có thể dạy rằng we can teach her, right? Yes, we can. Anything you wanna say, anything. Anything from anything A to Z, want. Pronunciation, yes. You know, like communication. Communicating, yes. Writing essay, we can do that, everything. We can do all of it. All of it. Oh my god, exactly I want. Oh my god. Wow. You got what you want, we'll get it. Yeah. Yes. Yes. Let's get it. All right. Suốt đời. Yes. Tuyệt vời quá. Bạn suốt đời luôn. Yeah. Dạ. Chắc là em phải nhắn tin cho anh quay Instagram ngay thôi. Được không? Biết rồi. Ừ, nhưng mà còn thằng này nữa nha. Ê, nhưng mà thằng này nó... You don't follow nobody, right? Mm. But she still contact her? Yes, sure. Yes. Sure. Cho suốt đêm em bình thường em có ngủ. Em bình thường em có ngủ muộn đâu. Em có, em toàn 2-3 giờ sáng em ngủ cơ. Ôi, thế thì cùng giờ luôn. Đúng, bọn anh cùng giờ. Bình thường bọn anh là 7-8 giờ mới đi ngủ. Tại vì có hai thằng ngồi ở nhà suốt nhau xuyễn. Nhưng mà nếu như em 2-3 giờ đi ngủ đấy, bọn anh cũng sẽ kiểu 3-4 giờ bọn anh mới đi ngủ. Đúng rồi. Yeah. Có thời gian dành cho nhau. Đúng, chỉ cần lý do thôi. Đúng, nó chỉ cần lý do thôi. Bình thường là có mỗi hai bọn anh được dựa nói chuyện nhau. Mà ai không ngủ được, nhìn mặt thằng này gãy quá đấy, anh không ngủ được. Đấy. Nhớ đấy nhá. Nhưng mà kiểu hôm nay em đang kiểu bị có chuyện buồn nên là em mới ra ngồi ghế đá một thực tình cờ tối ai vì sao nói nghe sao trời lại mưa lại còn mưa. Buồn ơi à, thế bọn anh có thể làm gì cho em vui hơn không? Làm gì cho vui hơn? Vui hơn không? Hát bài anh vui rồi từ lúc mà em quẹt được cái như kiểu là trời em sang một trang mới luôn. Trang mới luôn. Má mới gặp hai thằng mình một trang mới luôn. Chưa, cái trang này nó mới là một trang thôi mà em biết rồi đấy. Theo em biết là một quyển sách nó phải có nhiều trang, trang 1, trang 2, trang 3, trang chương nè, trang kết nè. Đấy, nhiều lắm. Trời ơi, không thể có mỗi một trang được. Được chưa? Many trang. Đúng nhiều rồi. Trang. Không có trang này thì mình lật qua trang khác. Yeah. A new chapter. Đúng rồi. Nhớ nha. Không có gì phải buồn cả. Nhớ nha. Dạ. Vì là em bị mẹ mắng ơi. Bị mẹ mắng chút nên là ôi, sao lại bị mẹ mắng? Tại cũng chuyện nhỏ thôi nhưng mà dỗi thế thôi, nhưng mà tí về bây giờ. Ôi rồi, tức là mình dỗi mẹ mình một chút, dỗi mình đi ra ngoài, đúng. Mình hóng tí gió. Ừ. Cho mẹ thương cho mình về. Bài phết đấy chứ. Rồi. Ủa, thế sau này làm đấy nhá, hiểu tính của Honey nhá. Honey mà dỗi đúng không? No I'm saying. À, đúng. Hãy rồi. Cho cô ấy một khoảng cách một riêng một chút. Cô ấy sẽ về, cô ấy không cô đi luôn. Về. Đúng. Understand woman. Yes. Yes. No. Cái này sai rồi. À không với à. Với mẹ. Đây là với mẹ. Có cái này mà nhận là đi luôn. Mình phải đuổi theo. Còn nếu mà với người yêu, đây nào, thích được dỗ. Thích được dỗ, đây, bây giờ nhá. Ví dụ đấy là Honey đúng không? Đây, bạn nó mới đi, đây à, tao giữ tay trái, mày giữ tay phải, mày hiểu. Mày, giữ lại tao. Giữ lại, ui, tụt dây rồi. Ui, tụt dây tay heo. Hold on. Ui, em thề luôn, em không ngứt. Em không tắt máy được ấy, tại vì hai anh đáng yêu vãi. Ôi, rồi. Không, thôi bây giờ đi khỏi mưa. Bạn đợi được, bây giờ chúng mình biết thông tin nhau rồi. Đúng rồi. Sao bỏ lỡ nhau nữa. Đúng chưa? Đấy. Keep in touch, you know. Nhớ nhá, okay. Mình phải keep touch đấy nhá. Ok. Keep in touch. Thôi bây giờ nói chung là nói chuyện với em xong rồi. Bọn anh cũng chả nói chuyện với ai nữa, bọn anh nghỉ đây.
Ai gọi anh đi ăn ăn đi cả hôm nay. Ất thật, yêu làm gì thế? Bây giờ mà còn gặp thì sao? Trời ơi, ba cái muốn đền cái gì được luôn này. Bây giờ đây, tao mày đi cắm cơm đi. Ha, nấu tí thịt. Đúng rồi. Ờ ha. Được được chưa? 100%. Được được được. Bọn anh phải nấu ăn mà bọn anh ăn gì đâu. Đoán chưa ăn gì luôn. Đáng yêu và anh. Hôm nay... Ok, thì bây giờ em chào đó nha. Ok, đi về với mẹ nhá. Hôm nay như lại là vui rồi. Cho anh gửi lời chào mẹ. Vâng ạ. Cho anh gửi lời chào mẹ. Em ghi âm đoạn cảm này nè. Cảm ơn anh. Dạ. Dạ, dạ. Con chào mẹ. Mày chào mẹ đi. Chào mẹ. Dạ, đấy. Nhớ, nhớ, nhớ gửi gửi lời bọn anh nhá. Là bọn anh chào mẹ. Con chào mẹ ạ. Ok. Dạ, dạ. Ok. Dạ, dạ. Mẹ đừng giận, mẹ đừng giận em nữa nha mẹ. Mẹ đừng giận con gái mẹ nha. Ok. Dạ. Sao mẹ nhắn tin nhá. Dạ. Dạ. Bye bye. Bye bye. Chào đi. Chào đi. Bye bye. Đây bọn anh đi nấu cơm đấy. Bye bye. Bye bye Honey nha. Em dập máy đi không, bọn anh không nỡ đâu. Vâng ạ. Ờ ok. Alo ạ. Alo. Chào em. Trông bạn cute nè. Trông bạn nó kiểu giống mấy bạn ngày xưa cấp 3 tao sẽ thích ấy. Đúng rồi đó. Thảo ơi, cậu... Cậu cậu ở đâu đấy ạ? Mình á, mình ở Hà Tĩnh. Hà Tĩnh. Gần nhau rồi. Ờ, bọn tớ, cũng, bọn tớ ở gần Hà Tĩnh ấy. Bọn tớ cũng ở gần Hà Tĩnh. Cậu ở đoạn nào Hà Tĩnh à? Không, mình ở Hà Tĩnh mà. À, cậu ở Hà Tĩnh thôi á. Bọn tớ ở chỗ Xuân Thủy ấy. Gần 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 Vinh, gần Vinh, gần Vinh. À, vậy là gần rồi. Ở chỗ biên giới. Thế bây giờ bạn đang ở đâu nhỉ? Gần biên giới. Bây giờ là hiện tại là mình đang ở Hà Tĩnh. Bây giờ vẫn bây giờ đang ở Hà Tĩnh luôn hả? Ui. Dạ, thế cậu đã đi làm chưa ạ? Hay cậu đang đi học ạ? Mình đang còn kiểu mình không học đại học nhưng mà mình đang còn học tiếng Trung. Tiếng Trung á? Oh, ni hao ni hao ma piao liang a, hao xiang ni. À, biểu cỏ của hai cậu nhìn kiểu dễ thương thế. Ôi không thật, nói nãy giờ bọn tớ lên đây kiểu nó cứ hai cái tưởng bọn tớ hai thằng khủng chả ai đứng lại nói chuyện thật. Mỗi Thảo nói chuyện bọn tớ. Sao lại còn khen bọn tớ dễ thương, cậu nói thế bọn tớ bị kiểu tưởng bở đấy. Bẻ ơi, thật vui quá. Ơ mà cho tao hỏi tí là cậu học tiếng Trung ở cậu đi Trung Quốc à? Không, tớ đi Đài. Đài Loan. Trời ơi, Đài Loan. Ủa tớ muốn đến Đài Loan một lần. Tớ có thằng bạn thân người Đài Loan ấy, nghe bảo Đài Loan ok á, mà nó bên này nó có 4 căn nhà cơ. Hình như người Đài cũng giàu lắm cậu ạ. Ồ, cậu sao mấy cậu đi làm, mấy cậu đi gì? Cậu đi làm á? Tớ đi du học. Ồ. Oh. Bạn học về ngành gì nhỉ? Chưa biết, người ta đang học tiếng thôi. Chưa biết. Ờ, chưa biết. Ôi thế thì chắc là trẻ hơn mình này, tại vì tớ ngày xưa tớ cũng đi du học. Nhưng mà tớ về rồi, tớ xong hết rồi. Thằng này thì cũng thế. Tớ à, tớ 2K5 nhưng mà tớ tốt nghiệp đại học Mỹ rồi. Mình 2K4. Mà tốt nghiệp đại học Mỹ. Không phải tại vì ngày xưa ở bên thế này nhá, ở bên cấp 3 đúng không? Tớ đi học cấp 3 ở Việt Nam. Đấy, thì trong lớp thì có 50 người thì tớ top 48. Thế là tớ bị đuổi học. Thế bố mẹ tớ bảo là học ở Việt Nam không ổn nữa, thế cho tớ đi du học. Đấy, tớ đi du học Mỹ mới gặp thằng này. Đây có bằng tốt nghiệp ở kia. Đấy, thế sang bên đấy đúng không? Thì lúc mà tớ học đến lớp 11, toán lớp 11 đúng không? Thì tớ sang lớp 11 ở bên Mỹ, người ta mới chỉ học đến toán lớp 6 thôi. Thế là y như rằng mấy năm sau tớ thủ khoa. Đấy. Chứ còn từ học rốt tớ thành học top lớp. Thế nên là mới tốt nghiệp ở bên Mỹ cậu ạ. Ở Việt Nam học khó lắm. Để tớ xịt hơn ra nhé. Cái gì ạ? Cậu Thảo nói gì? Thảo nói gì nhỉ? Không, hình như mình tao bị chết đuối trong ánh mắt này, tao tai tao tao không nghe được Thảo nói gì nữa mày. Cái mắc yêu dữ vậy. Vậy hiện tại là cậu đang ở Mỹ hay sao? Không, ở Hà Nội chứ. Ở Hà Nội. Ai nhầm? Ở Hà Tĩnh. Ở Sơn Thủy chứ. Sơn Thủy. Chỗ Sơn Thủy là gần cầu Giấy Hà Nội. Đấy, tớ thì là người Hà Nội nhưng mà có chút công việc kinh doanh nên là cũng ở đây một chút. Nhưng mà bạn này đang học bài, không biết là bọn tớ có làm phiền cậu không? Tự nhiên lại gặp hai thằng nhố nhăng này. Không, tớ đâu có học nữa, tớ học xong rồi mà. Không học quá. Ôi nhưng mà cậu học tiếng Tàu được lâu với Thạo chưa? Cậu thử nói gì bằng tiếng Hoa tớ nghe được không? Này, tớ tự học mà nhé. Tự học á? Giỏi thế. Cậu thử nói gì một câu tiếng Hoa cho tớ nghe được không ạ? Chịu rồi.
Nhưng mà khoảng tầm tớ học có một tuần thôi, tự học có một tuần thôi, khoảng tuần sau tớ mới đi học. À, học một tuần thì chắc chắn là biết là kiểu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đấy là phải biết bếm từ 1 đến 10 này. Chuẩn chưa? Của ai nhỉ? Của ai nhỉ? Yes. No. Ờ, anh... Ni hẹn bèo lẻng à, mê lì. You see, you agree? Agree. Đấy, nó cũng đồng ý. Đồng ý. Cậu hiểu câu bọn tớ vừa nói là gì không? Ừ, tớ hiểu đấy. Tớ hiểu cái biểu cảm của cậu. Chứ tớ không hiểu là tớ, cậu đang nói gì. Ây da, chết tàu tớ chán quá. Ây da. Chịu rồi. Không, tớ hứa là thôi. Tớ nghĩ là tuần sau cậu học chỗ lớp tiếng Trung nào ở Hà Tĩnh cho tớ đi học với. Chứ tớ nói cậu không hiểu này buồn quá. Tớ học ở Hà Nội không ạ? Ôi. Tớ đó, tức là cậu lên Hà Nội luôn à? Ờ đúng rồi. Nhưng mà cậu ở chỗ nào ở Hà Nội à? Không, bây giờ là tớ đang ở Hà Tĩnh. Nhưng mà tớ đang ký ở Hà Nội. Cậu đang ở Hà Tĩnh nhưng mà sao ạ? Lúc nãy tớ bị mất tiếng. Tại cái mic của cậu hơi xa thì phải. Thì tớ nói là hiện tại tớ đang ở Hà Tĩnh à. Và tớ tuần sau tớ sẽ ra Hà Nội học. Nhưng mà bạn biết là đi học ở ngay chỗ nào Hà Nội chưa? Tớ sẽ ra Hà Nội học. Chắc là chưa. Rồi. À rồi rồi. Rồi. Bạn học chỗ nào đó? Tớ học ở ngõ 201 Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy. Ôi, cũng gần, mình qua Đống Đa ngay cạnh hàng rồi. Xóm đấy. Hàng xóm đấy. Ui, có khi mà tao mày đăng ký đi học thì không tiếng Trung bây giờ cần thiết mà mình biết mình tiếng Anh mình chắc. Ba đứa mình đi học chung có vẻ vui đấy. Lớp đông cơ. Đúng. Chả lẽ có ba đứa mình. Ý là đi học chung thôi. Thì Thảo có cho không mà tớ đi học chung ạ? Nói thật đi là cậu sinh năm bao nhiêu? Thôi thì bây giờ nói thật nhá, bình thường trên này ấy, đấy phụ nữ thì toàn là giả dối. Bọn tớ cũng là những người mà trái tim đã bị tổn thương rất nhiều lần rồi. Cũng nên tớ nghĩ là lên trên này tớ cũng chả muốn cho ai biết danh tính thật của tớ nữa. Nhưng mà tuy nhiên thì thôi, hôm nay gặp một người rất là đáng yêu như Thảo. Thì tớ xin nói thật, tớ là sinh năm 99. Mình sinh năm 2K2. Cách 3 tuổi thôi. Cách 3 tuổi. Nhưng mà kiểu từ bé bọn tớ là chơi chung hội nên là xưng mày tao bình thường. Ai vậy là cậu nhìn mặt tớ là cậu nghĩ tớ là sinh năm bao nhiêu? Ui không, vừa trẻ mà vừa đáng yêu, đôi mắt bồ câu. Mắt này cha đang học. Ồ thì... Không, nhưng mà không. Ý là bạn ấy bây giờ đang học hay bạn học tiếng Trung nhưng mà không nhất thiết là bạn ấy chuẩn bị đi phải... du học mà. Là... Nhưng mà không có nghĩa là đúng tuổi nha. Tại vì ấy, mà bạn ấy mà kiểu 2K5, 2K6 là bạn ấy nói chuyện với mình một tầm đấy khác hay. Bạn ấy kiểu hơi rén, bạn ấy chiến lắm. Bạn kiểu em chào các anh ạ, hiểu không? Thế thì tớ nghĩ là 2K1. Đúng rồi, 2K1. Ui, sao cái biểu cảm như thế là sao nhờ? Không, biểu cảm bạn... như thế trông không giống 2K1 lắm. Đúng rồi, trông không giống 2K1 lắm á. À không, thế trẻ hơn à? Đây là trẻ hơn rồi. 99. 99 thật á? Thật à? Thật á? Ôi, thế bọn mình bằng tuổi á? Thế là bằng tuổi nhau hết á? Ôi, cho cậu trẻ thế nhờ? Dạ. Nghĩ sao mà cái mặt này mà giống 99 hay là 2K1 vậy? Ây, không, trời ơi, ý là thế này thì thực ra là bọn tớ không muốn kiểu là thiếu tôn trọng nên là cũng không đúng không, rồi. Không biết được là đoán bao nhiêu, nhưng mà nếu mà để bọn tớ đoán thật đấy là tại kiểu không muốn đoán thấp quá, tại vì người sợ người ta nghĩ kiểu bọn tớ đánh giá trẻ trâu. Nhưng mà nếu mà để tớ đoán kiểu tầm 2K4. 2K4 đúng rồi đấy. 2K4. Đúng luôn à? Tao đoán cái chuẩn ngay. Ui thế là trẻ quá, ui 20 tuổi. 2K đấy, mày 2K3 cả, 2 trai 1 đấy. 2K2. Ở 2K2. Thế sao mày bảo tao mày sinh năm 2K3? Đó, 2K2, 2K2 là... Mày đúp một lớp đúng không? Hả? Mày đúp một lớp, một thằng đúp một lớp bạn ạ. Chịu. Mình 2K2 mà. Đấy, tớ thì 99 nhưng mà ý là cái tâm hồn tớ vẫn trẻ lắm. Lúc nào tớ cũng như kiểu tớ muốn 18 thôi. Tớ cũng vậy. À thế á? Mình thì tâm hồn mình chỉ mới 17 thôi. Bọn muốn kiểu trẻ trung cho nó đời nó vui vui một tí ấy. Thôi thế bao giờ mà Thảo lên Hà Nội học tiếng Trung thì nhớ cho bọn tớ info với nhá. Để bọn tớ đi đăng ký với. Có gì ba đứa mình lại đi học chung, nó gọi là sao ta? Ba bạn cùng tiến, tại vì kia là hai bạn thì là đôi bạn cùng tiến, còn bây giờ mình ba bạn cùng tiến. Đó, nên là mình có thể dìu dắt nhau qua những cái khó khăn trong để đi tìm một cái gọi là một kiến thức về ngôn ngữ mới. Đúng, xong rồi mình biết tiếng Trung. Đúng, mình biết tiếng mình Trung. Mình sẽ đi nói chuyện với những ông như kiểu Jack Ma. Đúng.
đi tìm gọi như là sự đột phá ngành công nghệ nông nghiệp các đúng. Kiểu công rồi nghiệp mang về cho Việt Nam, về cho đất nước Việt Nam mình, rồi về Việt Nam mình, rồi một ngày các nhân dân ai cũng là tỷ phú, đúng, ai cũng là một chắc ma. Yes sir, ma gaming, let's go. Thảo thấy ước mơ thấy được không Thảo? Ui, nãy giờ hay cầu cầu gì là tại sao bây giờ lại mang một cái vibe khác nhỉ? Bạn đeo kính vào nó lại đem tới một cái cảm xúc khác nha. Gọi Sigma, Sigma, sing. Trời ơi, làm ơn đeo lên lại. Đeo kính hợp lắm đấy. Hợp lắm Thảo ạ. Được cả, tớ đeo kính mà xinh như cậu ấy, tớ đeo kính mà trông tớ như kiểu thằng nghiện ấy. Thật. Nó gọi lại. Bạn mà kiểu như là làm cô giáo nha, đeo kính vậy nha, là nhìn rất là kiểu như rất là vẻ đẹp tri thức. Ừ. Đúng. Nếu như làm cô giáo thì đúng, đeo kính rất là tri thức, kiểu trông nho nhã, đúng, nhã trông nhã. Nho nhã, nhã xong nhỏ nhã, trông đúng rồi, rất là đáng yêu. Ui, thì đây ví dụ nhá, ngày xưa cô giáo ta mà trông như bạn Thảo, ta học 24/7 luôn. Thật. Mỗi tội cô giáo ngày xưa của tớ lại tên là Thúy, đúng, sau lại còn mắng tớ, thế nên là một tuần có 7 ngày đấy tớ đi học mỗi ngày, 6 ngày còn lại tớ trốn đi chơi điện tử các bạn. Thế mới buồn. Vậy tớ mới bảo là câu học ở Mỹ mà. Thì đấy, thì tớ trốn, thì học ở Việt Nam thì trốn học, thế nên mới bị đuổi học xong mới. Ngày xưa đi mà học có cô giáo mà như Thảo thì không trốn ngày nào, thật đúng, sự luôn. Học suốt luôn. Đi học thêm luôn. Hay bây giờ đợi Thảo học thành thạo tiếng Trung đi, xong Thảo dạy cho mình. Đúng. Hay Thảo học thành thạo tiếng Trung xong dạy lại. Bọn tớ sẵn sàng trả đúng tiền. Rồi. Thì lúc đó bạn sẽ thành cô giáo của Hồng Minh, còn bọn mình sẽ thành học sinh. Đúng rồi. Bấy bọn tớ có đóng tiền học nha, học tử tế, làm bài tập về nhà các kiểu nha. Không phải không nha. Đấy, có bài tập có sẵn sàng không về không? Nhà các kiểu, làm bài trả bài. Đúng. Không chặt. Đúng. Có bài tập cô giáo đưa trả luôn. Có bài tập đưa là trả liền. Là làm bài tập về nhà nghiêm túc. Ê, hình như cô giáo sợ mình nói sao, mình nói nhiều quá. Bây giờ mình không nói gì nữa. Không, nhưng mà cô giáo cười xinh, làm gì cũng xinh. Đúng. Tao đang không dám nhìn thẳng vào đây, tao sợ tao bị si mê. Si rồi. Đúng. Ôi mà không, cô giáo sợ lắm. Cô giáo ơi. Anh tên Thảo anh ạ. À đầm. Thảo ơi chứ. Đầm. Nãy giờ bọn anh nói hơi nhiều quá. Thảo nhức đầu không? Nhức đầu ạ. Lỗi bọn anh, anh bọn anh xin lỗi. Thật xin lỗi Thảo, nhưng mà nói thật là nếu mà lên Hà Nội thì có cơ hội thì đúng, có thể kết nối với nhau để mình cùng nhau mà phát triển. Yeah. Nó thực sự là như vậy. Chứ gọi là qua một khúc nói chuyện mà thấy có rất nhiều điểm rất là tương đồng, có nhiều cái sở thích và cái hướng đến rất là có khả năng. Ok. Nghe vì vĩ mô ấy. Ok thế Thảo nhá. Ví dụ mà lên Hà Nội chúng ta tìm được nhau ở lớp học tiếng Trung thì chúng ta kết bạn đó Thảo nhá. Ok, bọn tớ đi đây. Chúc Thảo có một buổi tối vui vẻ, ngủ thật là ngon, mơ những điều tốt đẹp. Ngày mai ngủ dậy có một ngày thật là tuyệt vời. Nhá, Thảo cảm ơn Thảo nhiều. Đường mà Thảo đã chọn. Chúc Thảo thành công. Giơ tay lên. Mang vinh quang về cho đất nước. Đúng. Cảm ơn Thảo. Thảo đi Đài Loan cẩn thận nhá. Thảo mà cần gì cứ bảo tớ. Tớ mang thằng bạn ra gọi như là trợ giúp tận nơi luôn. Đúng. Nhá, có nhiều bạn ở Đài Loan lắm. Ok, bye bye. Bye bye, bye bye, bye bye. Đáng yêu nhỉ. Quá đáng yêu luôn. Thực sự. IT đúng không? Dân IT à? Anh người luôn ạ. Khắp. Dân IT à? Dạ không ạ. Dạ không. Mình... thế. Ôi trời ơi. Xin em bao nhiêu đấy? Dạ bọn em 2K4. Bọn em 2K4 ạ. Vâng. Ồ, hai người này. Trời ơi, tớ hai người này. Một người miền Nam, một người miền Bắc hả? Dạ không, đúng rồi. Nó người miền Trung. Người miền Trung ạ. Em người Việt Kiều. Mỗi người ở nơi. Nhà em học thằng này ở nước ngoài. Miền Trung là ở đâu? Em miền Trung là em ở Huế. Pleiku ạ. À? Nhưng mà quê em thì gốc là ở Huế. Còn gốc Huế nhưng mà người Gia Lai chứ ạ? Em thì nói chung là ở trên Gia Lai nhưng mà dạ, gốc quê em là ở Huế. Thế hai chị ở đâu ạ? Pleiku. Miền Hà Nội, miền Hà Nội. Lấy bạn áo đen. Ở bên quê đâu? À, em ở Hà Nội. Em nguyên quán. Chứ là Hà Nội. Dạ. Chỗ nào Hà Nội? Em à, chị thử đoán em. Em ở chỗ dễ, ai đoán được hết. Ai gặp em. Cầu Giấy. Không, gần đấy. Hoàn Kiếm. Không, Hoàn Kiếm phố quá, trông em giống boy phố, em ngoan như thế này. Đâu, em ở quê luôn. Nhưng mà cũng hơi phố mà. Không, trời ơi, ngoan này phố gì trời. Em ở nào? Em ở Ngã Tư Sở.
gần mình. Ui gần mãi. Hơi tắc đường một tí. Ồ, chị ở Thanh Xuân này. Trời ơi, em ở Thanh Xuân nè. Nguyễn Tuân em ơi, về Thanh Xuân. Nguyễn Tuân á. Em ở Lê Văn Thiêm nè. Hàng xóm rồi, hàng xóm. Trời ơi, đồng. Ui à. Trời ơi, từ chỗ em mà đi ra Nguyễn Tuân chị 2 bước. Thế thì từ Nguyễn Tuân, để em đoán. Chị ở cái tòa gì mà dưới có bệnh viện Hồng Ngọc đúng không? Gần đấy. Chết mà. Thế thì gần đấy thì chỉ có thể làm. Thế có đi qua đường không nhở? Đi qua đường thì nó có một tòa nữa này. Từ Nguyễn Tuân mà đi lên. Không, không, chưa đến Hoàng Minh Giám đúng không chị nhở? Chưa. Thế thì cái đối diện với cả cái chỗ Hồng Ngọc đấy thì là giờ cái gì, giờ gì? Giờ giờ Legend hay là giờ cái gì quên tên chị, nữa ta? Chị hay ra tour Lezu Hoàng Minh Giám ăn bánh đó. Ui, tour Lezu nó có cà phê muối đúng ngon rồi, đỉnh cao luôn. The Manor hả? The Manor á? Ui. Em đâu rồi ta? Cái gì? Em có nhà The Manor luôn chị. Từ. Ui. Em bảo em, nhưng mà em bảo em hiện tại hai người đang ở đâu? Dạ, em ở nhà. Ở nhà chỗ nào? Lê Văn Thiêm chứ, ở đâu ạ? Ngay đây luôn. Ủa? Thật á? Thế sao vừa bảo Việt Kiều gì mà? Việt Kiều đấy ngày xưa thôi, ngày xưa đi học thì thành Kiều Kiều tí thôi, giờ lớn rồi, hết Kiều rồi, về Việt Nam rồi. Thế giờ về đây em đang làm gì? Em lên kiểu gọi như là chém gió qua ngày thôi. Là thế công việc chính của em. Cái gì đây? Hàng xóm thật rồi. Cái gì đây? Hàng xóm thật rồi. The What Manor. The fuck, man? The Manor. Hàng xóm thật rồi. Từ mày có gì thì mình liên kết với nhau, nói chung là có gặp nhau đây thì cũng đây là tự nhiên. Hai chị ở đây luôn á. The Manor. Trời ơi. Vãi lều thật. Ôi, thật. Tao mới mua này. Mới mua một căn. Mới mua đó. Mới mua một căn đó. Má giàu dữ vậy. Tao chưa nói với mày mới mua một căn. Thế hàng xóm luôn à? Hàng xóm luôn chị ơi. Ôi nhưng mà chị đang nói chuyện với cả còn có giọng của một chị nữa đúng chị nhở? Đúng rồi. Không, là một người mà. Đâu không, hai người khác okay, nhau. Thế một chị tên là Linh này, thế chị còn lại tên là gì nhở? Linh cái sợ. Ai? Người... Sao đấy? Dạ? À không, Vân. Linh lại còn Vân ạ? À? Sao? Làm sao ấy? Ủa sao vậy? À không. PTSD chị. Nà xong... Tức là đôi khi em có những cái giấc mơ về đúng. Về ngày xưa. Vãi trưởng. Em có những giấc mơ về ngày xưa thôi. Đấy, còn bây giờ thì khác là bây giờ em không gì cả đấy, thì cả hai cái tên luôn. Ủa nhưng mà là sao? Nhưng mà làm sao? Không, không, là có gì đâu chị. Ý là trong cuộc đời thì mình đi học, mình đi làm thì mình gặp rất là nhiều người. Có người tên Linh, có người tên Vân, có người tên này, tên kia. Đấy, nhiều lắm chị ạ. Đấy, thì có mỗi người có một kỷ niệm khác nhau. Đấy, nhưng mà đến bây giờ em chưa nhớ được cái gì cả. Đôi khi ai có thể gợi nhớ cho em được thì tốt. Tại vì ai gặp những người tên này em quên hết rồi chị ạ. Nhưng mà các kiểu là mình cũng ở gần nhau ấy. Hay là cho mình con gấu đằng sau được không? Ui, trời ơi, chị thích con nào ôi chứ. Đây, hôm nọ với người tặng em tặng chị luôn. Ui. Em ơi, chị thích con màu tím. Đợi em tí. Từ có con gấu mặt em mà chị lấy không? Không. Đây, chị đang bảo thích con đấy đấy. Bởi vì chị thích em đây mà này. Hàng đêm chị đi ngủ của chị thấy mặt em liền. Được không chị? Đây con voi. Không, ê giọng em là như kiểu giọng livestream đi. Tặng không để ra đấy luôn nào. Chị bảo gì đấy chứ? Chị bảo là tặng không để ra lấy luôn. Ui xời, chị qua bọn em đưa chị luôn đây. Ở nhà em có rất nhiều voi. Ôi mà sao tại lắm vì em béo như con voi nhưng mà bây giờ gầy hơn tí thôi. Dạ. Cố thế. Cái sao ạ? Lắm gấu vậy. Ôi nhà nhiều gấu lắm. Tại vì để đây chị còn thấy bên đây cho chị xem. Bên kia trên kia một đống gấu nữa này. Ôi trời ơi. Chị lấy gấu không? Nhà nhiều lắm rồi. Thật nhà. Dạ. Đấy em được không? Nhưng mà giọng em như kiểu giọng livestream ấy, em có streamer không? Em à? Em stream bán hàng thì đấy em chém gió cho vui tí thôi, thì cũng hơi streamer một tí thôi. Thế à? Vâng, nhưng mà cũng không quan trọng đâu, tại vì là stream chả ai xem ấy. Thế nên là việc thì mình vẫn làm thôi, nhưng mà chủ yếu là lên mạng chém gió thôi chứ cũng không có gì nhiều. Thực ra quan trọng không có bao nhiêu người xem không quan trọng, mà em chỉ thích kiểu ví dụ hàng ngày có chị Linh, chị Vân vào xem thì em thích thôi, chứ còn bình thường mọi người xem hay không đối với em không quan trọng ấy. Nhưng mà nãy chị bảo chị lấy con gấu đúng không? Đúng rồi. Thôi nhưng mà lấy con gấu phải lấy cả chủ của con gấu đấy nhá. Được, thế thì tốt quá, được lãi thế. Thế thì mày chọn một con gấu đi. Để đưa chị ấy. Nhưng mà có hai chị lắm mà đúng không? Hai chị
đúng rồi. Tôi lên cho 35. Một không được không được nhìn hình hai chị nhỉ? Không được nhìn hình hai chị mà, là không. Một cái... Đoán tao đoán cái ảnh nền là hai chị đang chụp đôi bạn thân. Đúng. Đôi bạn thân đấy. Hồng hồng mộng mơ à. Không biết là hai chị nhưng mà hai chị không biết có lớn hơn mình nhiều không nhỉ? Lớn hơn chút chút. Chút chút chắc 2k. 2k1. Đúng rồi, tầm đó đấy. Thế khả năng đúng là rồi. Từ 2k1 là trai hơn 1, gái hơn 2 thì hợp chị à. Má, thế tao hợp mày 2k3 đúng hợp luôn. Đúng đó. Hợp chị ơi. Như vậy thì hợp. À, hả? Dạ. Yeah. Tao vừa bảo 2k4 mà. À, không. Thì 2k4 thì 2k2, 2k1 là hợp rồi chị. Vâng. Nó 2k4, em 2k3. Em 2k4. Mày 2k3. Dạ. Được không chị? Được. Có bị trẻ trâu quá không ạ? Không, chị sợ chị trẩu thôi chứ em trẩu thật được. Chị trẩu làm sao đâu bằng bọn em. Sao bằng bọn em được. Càng trẩu bọn em càng thích. Tại vì đôi khi trên cuộc đời này bọn em đã kiểu, ngày xưa bọn em ấy là định thử việc cho Vietnam Airlines, thì bọn em cũng đã ngồi thử mấy cái buồng với cả đi cân bằng trọng lực các thứ, lái thử rất là nhiều loại máy bay rồi. Nhưng nhiều loại máy bay đó nhức đầu lắm. Đấy, em chỉ thích những người nào mà trẻ tính, làm việc với những người mà kiểu hiểu được mình, hay là như nào để đồng hành với những người mà trẻ trung. Đấy, đời nó mới tươi được, nó mới tích cực được. Đúng thế. Đúng vậy. Right. That's right. Andre Ryan luôn chứ còn gì nữa. Chị ạ. Nên chị càng trầu càng thích chị ơi. Ôi giời ơi. Chị đang buồn mà nghe thấy em nói chị cũng vui hẳn lên. Ô thật á? Hôm nay lên đây ai cũng buồn nhỉ? Em đang buồn thật sự đấy em, thằng này là mặt thua lỗ, đang ngồi nhìn mặt nhau ngếu hết cả người, tự nhiên lên đây gặp chị Linh, cuộc đời tự nhiên bảy sắc cầu vồng, mặc dù Hà Nội tôi lo mẹ rồi. Vân thôi Quỳnh đi. Quỳnh với Vân đi chơi đây. À thế ạ? Thế hai chị đi chơi đi. Có gì mà ở bên Nguyễn Tuân nó mất điện á thì bảo em, hàng xóm Lê Văn Thiêm lúc nào cũng nghe máy. Không, đi xem lấy gấu cơ. Đi xem gấu, ok, tôi thoải mái luôn chị. Nhưng mà đầu tiên xem gấu ấy, là mình phải biết gấu ở đâu đã. Mình không biết gấu đâu, không được. Thì thế, muốn có gấu thì phải mang ra chứ. Còn mang ra là biết chị ở đâu, chị là gì. Chị bây giờ không, chị thì... hai chị không có hình. Chị biết không, ở Domainer, không biết ở đâu rồi. Đâu. Đúng không? Domainer thì đây, có gì thì... Em ra MB Hoàng Đạo Thúy cũng được. Chị làm đấy mà. Chị làm ở đâu cơ? MB Hoàng Đạo Thúy ấy. MB? Ê, hay là má làm với Quýt là làm Queen với... Đầu em có hỏi Queen. Ê, bọn em làm ở MB luôn, nhưng mà có phải Hoàng Đạo Thúy không? Không, ở đó là ở MB ở gì ta? Hà Đông à? Nó? Không phải. Where is it? Nguyễn Trãi. À, Nguyễn Trãi à? À, đấy là bên MB Thanh Xuân rồi. Đúng rồi, MB Thanh Xuân, Nguyễn Trãi. Ui. Đã còn làm ngân hàng nữa. Hai chị. Ủa, từ nha. Hai người này không phải sinh năm 2004. Ủa, sao thế ạ? Sao ạ? Tại vì nếu mà bạn làm 2004 thì làm sao đã làm ngân hàng được? Ủa, làm được nó thần đồng luôn đấy. Được mà. Vua kế toán mà mọi công ty cần thiết luôn. Đúng. Bình thường công ty nhá, cần nộp thuế 150 triệu. Có nó vào kế toán, một phát luôn. Một phát luôn. Mà... Sổ ra các thứ ngăn nắp. Thật thật đùa vậy. Không, nhưng mà tuổi tác có quan trọng không chị? Tuổi tác đâu quan trọng chị. Ví dụ em bảo chị, bây giờ em bảo chị em lớn hơn chị một tí có sao không? Không sao á. Thế thôi được, em 99. Em cũng 99. Yeah. 99 nhỉ? Ôi. Ê, bảo sao cái mặt nhưng mà nhưng mà mình cực kỳ không thích ra 99. Mình có một kỷ niệm nghiệt ngã với những anh trai sinh năm 99. Hai bọn mình có kỷ niệm với những người sinh năm 99. Bạn ơi, không đánh đồng 99 như thế được. Thế thì bây giờ tớ bảo bạn nhá. Bây giờ tớ bảo bạn người cũ này tên Linh đây. Xưa nó buồn, nó trái tim tan nát, trái tim trống vắng bích phương luôn. Thế bây giờ chả lẽ mình đánh đồng tất cả những người tên Linh không có được. Đúng không? Cái quan trọng là mình với cả nhau như nào. Mình phải cho nhau cơ hội chứ. Bạn hiểu chưa? Không có được. Đúng không này? Không đúng. Thế bây giờ muốn gặp cậu là ra MB Banh Hoàng Đạo Thúy. Ừ. Hỏi Linh ơi à? Linh. Hỏi Vân ơi. Vân ơi. Thế Linh hỏi đâu? Nhập. Ừ. Thế Linh hỏi đâu ạ? Linh hỏi Việt Công Banh chi nhánh Ba Đình. Việt Công Banh Ba Đình lại gần trường tiểu học của tao. Ui. May. Chị có làm ở gần trường tiểu học Kim Đồng với trung học cơ sở Giảng Võ không chị? Không. Xa lắm. Thế Ba Đình là lại đoạn thành công rồi. Kiếm. Hoàn Kiếm á? Ừ, Trần Hưng Đạo, 72 Trần Hưng Đạo. Ui, phố mày phố ơi. Luôn. Má, mình lên có bị chửi nhà quê ông ta. Like right. Sợ không. Đúng rồi, sợ không bằng á chứ. Mình quê ông nhỉ? Phải quê chứ. Hơi quê á, má lên đuổi chết.
bảo ngã tư sở về mẹ chỗ đấy mà nộp tiền vào ngân hàng sao nhỉ? Ai biết được. Sợ bị quê đấy. Không sao, nhưng mà thôi thì nếu như mà lên đấy người ta chê quê chắc là chị Linh không chê đâu ha. Ngon xế. Thế chị cũng gặp tụi em là chị thấy được mà đúng không? Đâu có quê đúng không chị? Đang MB cho gần thật. MB cho gần là ok đó. Thế chị hứa đấy nhá. Mai em đi mở tài khoản MB luôn. Chị phải là người mở tài khoản cho em. Thôi, mai tổ Hùng Vương không cho ta nghỉ à? Mai tổ Hùng Vương á? Ui giời ơi, không. Này chết rồi. Thôi nhưng mà ví dụ người khác nghỉ chị có thể không tiếp người khác, nhưng mà em thì để nếu như mà cái mối quan hệ nó có tiến triển, đôi khi chị làm nên tăng ca một tí đi. Để chị kiểu mở cho em một tài khoản coi. Em nộp tiền luôn. Chị em ơi, bây giờ không bạn đi. Bây giờ OT mà thêm tiền thì mình cũng làm ấy. Ôi giời ơi, OT không thêm tiền á, nhưng mà quan trọng mình làm ngân hàng mình ăn hoa hồng đúng không? Khách hàng mà mở tài khoản, nhưng mà ví dụ bây giờ gửi một phát sổ á 1 tỷ đồng thì chị có phải được ăn phần trăm được cái đấy chứ. Đúng không? Thế bạn biết bao nhiêu phần trăm không? Bao nhiêu phần trăm ạ? Thấp lắm, không như bạn nghĩ đâu. Thấp à? Thế thấp thì mai gửi 10 tỷ đi. Thì bỏ nhiều tiền vô thì chị ăn phần trăm thấp vẫn là nhiều tiền mà. 10 tỷ cũng được. Ấy 10 tỷ, ôi, thế thì tao khả năng tao nghĩ là cái này dưới 1%. Nó phải là không phải bao nhiêu đấy. Nhưng mà mình bỏ vô 10 tỷ rồi sau này mình vay lại 20 tỷ được không? Đây, được chứ. Được chứ. Chị Linh chị là người làm ra viết sổ cho mình luôn. Đấy, xong tao mày qua Mỹ ngọt như mía lùi. Như mía lùi luôn. Mía lùi thì... luôn. Được chị Linh. Được. Tụi mình có đường rồi. Ok nha. Bắt đầu thích em rồi đấy. Trái tim mày đang rung rinh vì em. Ôi em nhưng mà trên mạng này toàn lừa dối chị ơi. Bao giờ chị phải ít nhất chị nhắn em một cái tin là chị xem như nào mới biết được cái lòng thành. Chứ bây giờ trên mạng ai chả bảo thích nhau được. Con gái chả ai biết đâu ai mà. Nhắn tin cũng không đánh giá được cái gì đâu. Thế thì đôi khi là chúng ta phải gặp nhau tương tác nói chuyện ngoài đời nhìn mặt bắt hình dong. Thích tâm sự ra MB. Cả ngày ở MB mà. Thì MB còn thì luôn. Ra MB luôn. Còn không nữa thì The Manners. Nói chung okay. Là hai chỗ đó. À, đúng. Đơn giản thôi. Còn nếu mà muốn có gấu Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân đó. Complex. Nha chị. Được. Ok, chị nhớ nhá. Em ra MB thật đấy nhá. Em hỏi chị Linh đâu nhá. Cái gì Linh ạ? Chị Linh là ở bên đấy mà. À, nhầm, chị Vân ạ. Cái gì Vân là gì? Thôi, nói thế. DK Vân. Đã. Mẹ bôi son dưỡng. Bôi son dưỡng á? Ôi, em đoán là chị cũng xinh rồi, chị không cần nhiều dưỡng quá đâu. Nhưng mà cái gì Vân là gì? DK Vân. BK Vân hả? Phạm Khánh Vân. Phan chỉ chỗ Khánh Vân thôi, làm gì còn Vân gì đâu. Ok, PK Vân đúng không ạ? PK đúng rồi. Ok, em cứ tưởng Vũ Thanh Vân chứ. Mày thích. Cái này lại người yêu cũ hả? Không có, trời ơi, người yêu cũ em Vũ Thanh Vân là bây giờ chắc là em phải nhắn tin với Thiều Bảo Trâm rồi chị. Sâu biết như vậy. Khó nói. Hơn mà nhớ, chị nhớ đấy nhá, em ra MB Bank thật đấy, chị nhớ tiếp em nha. Em tên Hoàng, thằng này tên Kiên. Chị nhá. Ui, cười tên Kiên kìa, trời ơi. Ủa Kiên sao chị này? Kiên không được hả chị? Kiên không được hả chị? Được. Nhưng mà mình lại không ở bên sàn giao dịch ấy. Nên bạn gặp mình hơi khó. Thế à, thế bây giờ chúng ta thể gặp nhau ở đâu? Nhưng mà bây giờ mở tài khoản doanh nghiệp. Doanh nghiệp á? Được. Được. Dev Gang Corp. Đúng. No, I'm saying. Bọn em cũng đang tính mở doanh nghiệp. Bọn em đang tính mở tài khoản doanh nghiệp. Ui. Luôn đấy chứ. Được luôn, vào việc luôn. Có. Thật chứ. Bọn nhưng em mà... đang trong quá trình thành lập công ty mà. Ừ. Không, nhưng mà mở tài khoản doanh nghiệp là được vay nhiều đó. Ui vay tới luôn đi. Vay tới luôn. Ui xong lúc mà mình không trả được nợ chị còn vui nhỉ. Ôi giời ơi. Chị xiết luôn cái tài sản mấy cái căn nhà phát một luôn. Thật. Vọt như nó lùi. Nhờ chị nhờ. Sao chưa gì đang nghĩ cái việc không trả nợ được vậy. Trời ơi. À không thì ý em là nói chung là mấy cái này bọn em cũng dành ấy. Cũng đi du học mấy năm ở Mỹ thì cũng hiểu cái hệ thống ngân hàng như nào một chút. Đúng. Tài chính, tài chủ nhưng mà không sao. Ví dụ chị xiết một cái nhưng mà cái tài sản đấy của chị. Xong ví dụ sau này mà mình kiểu ví dụ bằng một phép màu này mình hẹn hò với nhau thì suy ra là em không mất gì. Đúng. Người mất là ngân hàng thôi. Có được không chị? Nhưng mà nó ảnh hưởng đến chị á. Chị sẽ không nằm ở bất cứ ngân hàng nào trên cái đất Việt Nam này hết á. Mình nghỉ việc. Em có tiền mà em nuôi được chị mà. Wow. Thôi xin người. Đúng không? Mình cắm đó, cái sổ đỏ đó. Bây giờ người ta đơn hàng người ta định giá đâu nhà 20 tỷ. Người ta chỉ cho mình vay 16-15 tỷ thôi. Người ta không bao giờ cho vay 100% cả. Đúng rồi. Chưa? Đúng rồi. Đấy. Đúng rồi. Thế xong bây giờ đúng không? Mình có 15 tỷ đấy. Cái nhà ngân hàng cầm. Người siết là mình. Xong rồi chị cầm. Bằng cách là chị cầm. Xong rồi mình cầm 15 tỷ mình đi. Xong sau mình hẹn ôm nhau. Đúng không? Mình nghỉ việc ở ngân hàng. Mà live happily forever after bro. Yes. Right. Mình đôi bạn cùng tiến luôn. Đúng không chị?
được. Hợp lý. Thì... hợp lý. Sao mà sao em? Bao nhiêu năm học ở bên Mỹ? Dạ. Không uổng công bao nhiêu năm học bên Mỹ. Không, đấy là cái duy nhất mình biết thôi, còn lại mình chẳng biết gì. Chỉ biết khen chị xinh lúc mà nhìn thấy chị thôi, nhưng mà chưa được nhìn thì chưa được biết. Nhìn thấy. Nhưng mà tao đoán đây mày nhìn cái đúng. Cái ảnh mờ mờ đi. Nhìn chưa thấy mặt thôi là tao thấy... chưa thấy mặt luôn, chưa mà tao biết chị ở 9 out of 10. 9/10. Ok. Mày còn thấy mặt nữa là confirm 10/10 luôn nè. 100/10 man. Luôn á. Chị ơi, nhóm mà bí tí hay bọn chị đi chơi, các chị ăn mặc kiểu nói chung là kín đáo xong kiểu make up từ từ thôi, đừng xinh quá không những thằng khác có cướp chị hai chị của bọn em mất nhá. Thế em bọn chị không bao giờ make up luôn. Em chị kể này, thôi chị nha, mình cười lắm. Bạn. Ok, đây nha. Bạn biết những cái buổi chơi buổi tối mà đi chơi hàng tuần mình là gì không? Outfit là gì không? Dạ là như nào ạ? Pyjama. Cùng ngân hàng, chân váy, guốc thế thôi, đi chơi, đi tận người lên. Bắt cưa trong một váy ngắn. Không, thế tao hiểu ra rồi, tao đến Vietcombank là các chị mặc áo sơ mi trắng này. Không chân váy ngắn. Đúng tạo thấy cái đôi guốc luôn. Xong rồi có một ví dụ Vietcombank thì người ta dùng nơ màu xanh lá cây. Với ở cái này má MB là chắc là dùng xanh nước biển. Đúng chuẩn luôn. Ôi. Trời ơi, thế tao hình dung là chị trông như nào. Nhưng mà trông nhìn thế thôi. Đấy, nhưng mà trông hai chị lên đồ bình thường thì trông ná thở lắm. Thật. Trong cái ảnh này là nhìn thấy là rất là có gu luôn á. À đúng, rất là có gu rất luôn. Có gu. Mặc, đấy, crop top, you know what I'm saying? Crop top. Oh, chị thì, the pink bag too. Yes. Đi làm thôi phải khác chứ. Ủa sợ tông đồ ha. À man, thật. Thôi thì chúng ta sẽ gặp nhau cả vào những ngày đi làm, những ngày đi chơi nhá. Nên bao nhiêu năm chăm sắc thái của chị em muốn được thấy. Cho hàng ngày. Hàng ngày luôn đấy chứ. Cả ngày đi làm, cả ngày đi chơi mà ngày không làm gì chúng ta gặp nhau đúng không chị? Được, ok. Trừ ngày lễ. Ok nhá, chị chờ nhá. Ơ nhưng mà hai chị ở chung ạ? Hay là đang ở ngoài ạ? Hai bạn chứ. À, hai bạn ở chung à? Dạ. Không, mình không muốn ở chung với con này nữa, mình ở chung với bạn áo đen, cái tên Hoàng. Ôi, cho mình hỏi là đấy là giọng bạn Linh hay giọng bạn Vân đấy ạ? Đoán xem. Tôi nghĩ trong cuộc đời này... Bạn Vân rồi. Vân á? Ừ, chắc là Vân đúng không? Nhưng mà lại không đúng rồi. Mình là Linh. Linh rồi. Đội ta. Thôi nhưng mà nói thật là... Thật sự là dạo này tớ cũng đếch thích cả ngày lắm. Tớ sắp đuổi tớ đi rồi. Nhà tớ ở riêng. Cùng xem nào ở thằng này chán quá. Chả là cái vẹo gì trong cuộc đời này cả. Đấy. Nói chung là tình cảm thì đi xuống, sức khỏe đi xuống. À, nói chung là phải làm gì cho mới mẻ đi. Đúng rồi. Mày ra ngoài. Đi. Ở đi. Thank you bro. Tao qua the manners ở. Dọn đường đi cho Linh cho Linh về. Nhanh lên. Đông Linh. Mình đổi mình hoán đổ cả. Hay là đây đây tớ gửi thằng này sang cho Vân Trâm đi. Ừ được đấy, hợp lý đấy. Đấy, bên thích thì nó có thể bung cúc ra cũng được, thì, không có vấn đề thì nào. Mình với Vân đi qua the manners ở. The manners? Yes. Vân à, the manners mà. Đúng không? Ờ. Gần đấy thôi. Thế thì tiện quá. Gần. Đấy. Được không? Rồi, thế thì mình Nhưng mà Kiên với Hoàng có người yêu chưa hay có vợ chưa? Chưa có. Chưa có. Đây. Độc thân. Đây tớ cho cậu social của tớ nhá. Đây là cái Instagram. Cậu lên cậu nhìn thấy người yêu á, tớ chết liền. Đây tớ chat rồi đấy. Có thể tìm tớ bằng tên đấy. Tìm ra người yêu cho cậu tiền luôn. Không có người yêu nha. Biết đâu giấu. Không giấu á? Giấu còn lên đây nữa, xong còn làm stream nữa để cho người ta bóc phốt hả? Quý vị? Cả nước biết luôn á. Má, cả nước biết. Khùng quá. Bây giờ người ta bóc phốt nhanh lắm. Chết đây. Ô, Hồng Am này, Học Am luôn này. Ờ, nhà ngày xưa tao học Am mà học ở ngay Hoàng Đạo Thúy đây. Đâu, Hoàng Minh Giám. À, Hoàng Minh Giám chứ không phải Hoàng Đạo Thúy nhầm. Hoàng Minh Giám, Hoàng Đạo Thúy là bên kia. Nói chung là đi cũng hơi lâu rồi nên là quên đường. Má đi, cái gì? Hoàng Đạo Thúy cách có một cây. Cách có một cây mày. Từ từ nhìn bạn này quen nhỉ? Ê quen cực kỳ, đã từng gặp trên này rồi. Đúng không nhỉ? Chưa bao giờ tớ chơi cái này luôn, nay ngày đầu tiên. Nay ngày đầu tiên chơi luôn á. À FCK, là quen FCK. Cậu gặp FCK trên này á? Ừ, không. Kiểu là gặp mà bạn của FCK. Bạn FCK luôn. Ờ, xong người ta quay luôn đấy. À thế á, bạn FCK là ai nhỉ? Ai vậy? Hắn là... Ê, lâu lắm rồi. À lâu lắm rồi à? Tưởng bạn gặp Long Ngơ. Tưởng bảo Long Ngơ mà chơi cái này hơi điêu. Cái gì? Thế thì chắc cậu gặp một người tên là anh QNT đúng không nhỉ? Không nhớ, trời ơi bao nhiêu năm rồi không nhớ luôn á. Thế chắc Osat. Đúng rồi, Osat rồi. Right. Đúng, Osat rồi.
Chắc thế, chắc Osat chơi Azar hả? Vãi tờ linh này, ôi idol. Ôi idol à? Không, cái đấy là tớ mua like với cả mua các thứ là để bán hàng cho dễ thôi, chứ không idol nhá. Không tin. Im đi mày. Ảnh đừng có để lên tóc tao mày ơi. Ui, cái gì đấy, cái gì? Ủa đây là bạn này à? Đúng không? Dạ. Ôi. Ủa sao trên này các bạn gầy vậy? Sao trên này tớ gầy vậy á? Ồ, nhìn trên này gầy hơn mà. Không, tại vì là ảnh tớ không up nhiều với cả ngày xưa tớ béo lắm. Thế giờ cậu còn bao nhiêu cân? Tớ còn 6-8 cân thôi. Ôi nhưng mà gầy nhỏ. Thế là cao á. Tao nên vui, tao nên buồn nhỉ? Ý người ta bảo tao ngày xưa tao béo vãi. Ngày xưa đó chỉ ngày xưa. Ừ. Bây giờ ngày xưa tao 97 cân cơ, giờ tao có 6-8 thôi. Wow. Trải qua nhiều biến cố ấy, mới giảm được tí cân đấy. Ê, tớ thế này, nhiều biến cố ấy, bị kiểu cuộc đời nó vả cho ấy. Không, bị thằng này lừa tiền. Đánh nhau rồi, tốn calo quá. Có mà 86. Đấy nhá, sao mà chưa thấy người ta kiểu thấy cho người một ta thông ừ, chưa thấy người ta ở đây ta. Ê kiểu mình thấy thôi. Mình thấy bạn là người nổi tiếng là mình cứ mình rất là bình thường thôi á. Nên là kiểu mình hơi rén á. Ok, thì bọn tớ cũng là người bình thường thôi mà. Đấy đâu mà rén với chả không rén. Người quá bình thường luôn đấy. Thật. Câu nói chuyện với tớ nãy giờ tớ có kiểu có cái biểu hiện gì là tớ người bất thường không? À hay không. Bạn bảo mình bốn chân nhở? Ủa không phải hai chân như người bình thường. Tớ ý bạn bảo mày là chó hả? Phạm. Ôi chê rồi. Thế không phải à? Thế như nào này? Có gì bất thường không này? Ý tớ là lúc mà ban đầu ấy, khi mà tớ thấy, khi mà các con nói chuyện ấy, là tớ thấy là có một cái gì đó rất là người công chúng hiểu không? Tức là nó khác với người bình thường khi mà lên trên này chơi ấy. Thế á? Tớ biết à, tớ biết mà, nên là Không có. Là do mày diễn không. Rồi. Thế này là do người ta đang đánh giá một quyển sách qua vẻ bề ngoài, không được cả đánh giá cả bề trong nữa nhá. Này, đánh giá cả bề trong nữa nhá. Dạ? Sao cơ? Phải như thế nào thì người ta mới có một cái tiêu chuẩn như thế, hiểu không? Tiêu chuẩn gì cơ? Tiêu chuẩn là tức là chỉ cần nghe thôi là biết là cậu là kiểu khác thường rồi ấy. Nghe thôi là biết bắt bình thường rồi. Ok kìa, bọn tớ quan tâm bình thường mà, dã man bình thường. Mà trời. Bình thường nhá, các người bất thường người ta phải siêu sao tí. Đấy là kiểu cậu nhầm tớ với kiểu ca sĩ, kiểu showbiz các kiểu, tớ bình thường lắm. Ừ. Đừng đánh đồng nhá, no. Không có. Ừ. Không có nhá, bọn tớ rất underground luôn, rất bình thường luôn. Thế nhá, thế có gì Linh người Vân đi chơi hay ấy đi. Bọn tớ cũng phải đi nấu ăn, lại đói quá rồi. Ê, nhớ ra MB nhá, nhớ ra khi làm lập công ty nhớ alo tớ nhá. Thế cậu đã quen Văn Toàn vậy? Cái gì cơ? Sao rồi? Đi luôn này, sao cậu đàm luôn này. Sao cậu lại quen Văn Toàn vậy? Chắc chắn là cậu là người bất bình thường rồi, không thể làm bình thường được. Anh Văn Toàn đá bóng á? Đúng rồi. Xưa anh ấy mua whey ở bên đó, whey ở cái bọn tớ bán cả whey như kiểu tập ấy để kiểu tăng cơ ấy, để uống mà cho nó đô đấy, anh Toàn anh có uống. Thế thì ra cậu đi tập không? Đi tập gì mà không? Ừ á, có tớ cũng có tập kiểu lêu hêu tí, không tập thì sao mà giảm cân, nó cũng phải tập một tí chứ. Ba tập đâu á? Tập ở đâu á? Không, tớ tập ở công ty. À. Tớ công ty tớ có phòng tập. Tập ở California. Ôi thế không, tớ không làm ở Cali. Thế Cali chắc là tập Royal nhỉ? Không, hay là hoặc ở Nguyễn Chí Thanh cũng có đúng không? Tớ tập bên Trần Duy Hưng á, ở đấy Trần Duy Hưng nhá. Trần Duy Hưng mình cũng có công tác bên đó đó. Có luôn. Wow. Có. À thằng này có khách sạn bên Trần Duy Hưng á. Có khách sạn bên Trần Duy Hưng. Nó kinh doanh bất động sản bên đấy. Khách sạn gì đó? Để mai tôi qua chơi. Mai Anh hay sao ấy? Khách sạn gì ta? Mai Anh Hotel. Tớ có hai cái là ngoài. Hai cái luôn. Một cái là Sao Mai. Một cái là Sao Mai với một cái là Ố, Sao Mai nghe quen ai? Hả? Sao Mai quen nhỉ? Quen với ai? Sao Mai với một cái nữa là anh Vũ hay gì đó. Anh Vũ luôn. Ừ. Anh Vũ kiểu là... Anh Kiên đúng rồi, anh Kiên. Không anh Kiên, hai cái một cái Pino cái Hotel anh Kiên, đúng rồi, anh Kiên là ngày xưa tên là Pino Hotel, mà anh Kiên là tại vì là mình hợp tác với bên đó, chứ còn mình không có phải là đứng ra mình làm luôn, nên là nói chung là chung vốn thôi, đúng rồi, chung vốn thôi. Còn cái mà Sao Mai thì mình mới làm riêng, nói chung là bên mình là đủ hết tất cả các dịch vụ. Sau này phá sản rồi thôi, nó về sống với cả tớ mới bán hàng. Ừ, nhưng mà sau này mà mở công ty ấy. Ừ. Alo tớ nhá, để tớ mở tài khoản số đẹp cho các cậu nhá. Ôi, cậu được gặp anh Độ rồi nhé. Anh Độ á? À, ông anh làm ăn chung tí thôi.
Cậu là người của công chúng à, rồi. Đắt thế là khiêm tốn đấy trời ơi. Không trời ông ạ. Ông anh làm ăn chung, nói chung là bọn tôi buôn bán tí thôi. Ngày xưa có bán mô hình đồ cho ông anh đó thôi. Đúng đúng rồi. Bán ít mô hình thôi. Bán ít mô hình với giày dép đồ cho ông anh, nói chung là mình nói chung là ngày xưa cũng có gọi là bên có đi Mỹ nên là có mua ít đồ Mỹ, hàng sách tay, đúng rồi, hàng sách tay, đồ Mỹ về cho. Xưa tớ còn sách cho ông ấy một cái máy sấy tóc Dyson nữa. Đúng. Ông ấy tín mỗi nhà tớ thôi, tại bọn tớ hay kiểu đi về về ấy. À. Bán ở đâu ấy? Tớ không thấy vậy. Tớ bán hàng là bọn tớ kiểu cầm catalog xong bọn tớ đi quanh cái khu vực đấy thôi, xong bọn tớ chào hàng ai mua đúng mua rồi. Đấy. Có ngày hôm đấy gặp anh Độ đang rửa xe ở ngoài ở cửa nhà. Thế anh ấy bảo bên mày có máy sấy không? Thế là xong rồi anh ấy đưa tiền cho bọn tớ bay qua Mỹ lấy cho anh ấy cái máy sấy không mang về. Wow. Đúng không, anh đang được rửa xe rồi ấy. Cái duyên thôi. Cái gì em ơi, tớ cũng có duyên như các cậu ấy. Thế thì hai anh cậu mà đến mà bê tớ được tiếp hẳn phòng Priority luôn. Already luôn. VIP shit, you know what I'm saying? Yes. Ủa nhưng mà tớ tưởng vào phòng đấy là mình kiểu phải có tiền một tí nhở mới được vào priority chứ. Là nạp là phải kiểu như bỏ vào mấy tỷ mới là được priority nhỉ. Kiếm đâu ra, bây giờ bảo cậu nhá, bán máy sấy cho anh Độ đúng không? Đấy, bình thường là giá nếu mà 12.9 triệu, lúc nào tớ lùa được thì bán cho người ta 14.5 triệu. Gặp anh Độ anh toàn bảo là có giảm giá không thôi, thế lại phải giảm giá cho người nổi tiếng. Đấy, anh ấy trả bọn tớ có đúng 9 triệu thôi, bọn tớ toàn lỗ 3 triệu làm sao bọn tớ giàu được. Đấy, buồn lắm. Tức là có cầu thủ gì nhỉ, cũng mở tài khoản bên BMB tớ xong rồi cầu thủ à? Cái gì nhỉ? Cái gì Nhâm Mạnh Dũng. Nhâm Mạnh Dũng, chính xác, Nhâm Mạnh Dũng. Ủa, hai cậu tiếp luôn. Một thôi. À nhầm, một thôi. Vietcombank mà. À Vietcombank, chính là tớ cũng dùng Vietcombank ấy. Nhưng mà nhưng mà tháng nào tớ cũng nhân viên gọi tớ nhưng mà chả biết mấy bà nào. Vietcombank các cậu nhá, lần trước còn bảo là tặng tớ quà sinh nhật, xong rồi bây giờ 4 tháng sinh nhật qua chả thấy đâu. Ôi thế á, em ơi, nhân viên nào tệ thế. Thật chả hiểu, ê bà ấy làm chủ chỗ thành công nhá. Thành công à? Ồ, cái bà đấy nhá. Được thân trưởng phòng gọi là VIP ấy. Ôi. Không, ý là trước là tớ có đi rút tiền ấy, gặp quen xong bà hỏi sinh nhật ngày bao nhiêu, thế là cũng có chương trình ưu đãi tặng quà. Em ơi, nhưng mà chả tặng quà đâu. Có thể là biết cách làm người khác làm như nào không, thực ra là đấy là trên mạng thôi, cũng chỉ phong bạt thì thôi, đôi khi người ta mình phải gặp ngoài đời đã. Thế nếu như mà thật sự muốn hiểu quyển sách có chứa những cái chữ hay là nội dung gì trong đấy thì cậu phải nhắn tin cho tớ qua IG đấy nhá. Ok. chỉ sợ gì cơ này, đâu nhắn đi người ta rep luôn này, khổ quá. Thôi tớ bình thường thôi cậu ạ. Trời ơi, người gì mà điệt dai vậy trời. Tớ kiểu ẩn đấy cậu. Tớ ẩn cực kỳ luôn nha. Đôi khi bán hàng người ta phải dơ cái mặt mình lên nên người ta mới cần biết là mặt mình trông như nào thôi. Chứ... cậu thì bán hàng như thế nhưng mà tớ bán hàng qua Zalo cậu ạ. Zalo là gì? Là bán hàng gì ta? Thì khổ làm ngân hàng, khách hàng thì trên Zalo. Đúng rồi, tao hay lên Zalo, tao cũng thấy mấy bà chị ad tao cũng toàn Zalo này. Xong rồi hàng ngày bà post ai cần mở tài khoản số đẹp cho vay nặng lãi siết nợ thu hồi vốn bốc bắt họ liên hệ em đấy, cái có là... khi là bio của chị Linh với chị à, bạn là... Linh bạn Vân này cũng thế. Các mạng là kinh doanh về bên cái mạng đó mà, đúng không? Tài chính finance tài chính, đúng rồi đúng chưa đấy. Mà cái khác là tín dụng, phòng tín dụng, tín dụng. Gọi là tín dụng đấy. Đôi khi bạn Linh này ở phòng trái phiếu xong rồi bạn này ở bên kia thì chắc là bảo hiểm nhân thọ, tao biết thừa đúng chưa. Ôi bạn này bảo anh ơi mua bảo hiểm đi, gói được bọn em 100 năm xong chưa phiếu. Ui trái phiếu nhá, bọn bên em này bình thường anh gửi ngân hàng ông 5.8% kỳ hạn 6 tháng, bên em chưa gửi trái phiếu 14% một năm lận đúng chưa. Thần luôn trời ơi, mà nhìn cái mic luôn trời thế. Đúng chưa nè, chuẩn luôn nè. Ấy thế đôi khi ngân hàng tuyển tớ vào làm được đấy. Ôi dồi ôi, tầm có cậu phải tuyển làm giám đốc chi nhánh. Ồ không có, làm sao giám đốc chi nhánh được. Trời ơi, giờ một chữ vẻ đôi không nhớ, hao biết được. Trời ơi. Hãy nhớ nhá, tớ đang đợi chờ tin nhắn của cậu đây này. Ok cậu nhá. Tớ nhắn nhớ rep nhá. Ngủ tớ không ngủ nhưng mà tin nhắn của cậu tớ đâu phải đợi đấy Linh nhá. Ok Hoàng. Ok nhá, thôi Hoàng đi nấu ăn đây, Hoàng đói quá. Thực ra nãy giờ định đi nấu ăn từ 10 giờ cơ. Từ từ bình tĩnh, tớ đón lần cuối. Nói chuyện với hai bạn cũng quá. Khi nào mà hai bạn mở tài khoản doanh nghiệp ý, thì cứ đến MB
ở 17T2 Hoàng Đạo Thúy gặp Thảo Linh. Ui ui anh của chị đấy. Ok ok. Khách hàng doanh nghiệp nha, là tớ ra nhá. Ok ok, tớ mở công ty gái chắc chắn đỡ mở tài khoản ở MB nhá. Ok, tớ xấu đẹp free luôn. Không, nhưng mà sau sau Vân không chào tớ ở Vietcombank. Tớ đang dùng Vietcombank luôn này, tớ chưa dùng MB thôi. Tớ là MB à, tớ có dùng, tớ có làm Vietcombank đâu. Thế thì Linh chứ, sao không giới thiệu gì ở Vietcombank nhờ? Thôi, tớ thấy cậu Vân này cứ nói nhiều về MB quá, thì tớ nghĩ là cậu sẽ thích MB. Không, tớ thích Vietcombank rồi, tớ đang dùng luôn. Tớ tưởng cậu thích tớ. Thì thích Vietcombank thôi mới thích cậu được. À, Vietcombank nè. Đấy, nhớ nhá. Nhớ cho tớ cái chương trình ưu đãi gì nhá. Ok. Ok nhá, nhớ đến 17T2 Hoàng Đạo Thúy nhá, gặp Vân phòng doanh nghiệp để mở tài khoản nhá. Ok, tớ qua cả Vietcombank chi nhánh Trần Hưng Đạo nữa. Ê, lại sai rồi. Cái gì? Không phải á. Ôi, Chị Ba Đình bà mẹ, sao mày bảo Trần Hưng Đạo? Thằng ngôn nè. Trần Hưng Đạo. Ok, chi nhánh Ba Đình. Ok ok, gặp bạn Linh. Nhớ 17T2 Hoàng Đạo Thúy và Vietcombank chi nhánh Ba Đình. Ok ok. Nhưng mà ví dụ Linh thì đến hỏi là cái gì Linh, tại vì công ty thể nào cũng có nhiều chị em toàn PK Linh. Các thứ cái PK Linh á. Không phải, không phải PK Linh. Đấy là PK Vân mà, còn Linh là tên đệm là gì nè? Ê Linh. Ừ, Ê Linh. Ê Linh Haaland. Oh, Erling Haaland. Yeah, he played for tonight, yes, for Man, yes, City, bro. Yes, Erling, yes. Haaland, let's go. Ok, 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 tớ. Thật nhá. Ok, ok, nhớ nha, Linh nhá. Linh nhớ nhắn nha, tớ đợi nha. Nhớ mở tài khoản doanh nghiệp nhá. Ok nhá, nhớ luôn nha, đừng quên tớ đấy nha. Không bao giờ riêng hàng, không bao giờ tớ quên được. Người công chúng thì nó sao mà quên được. Không phải người công chúng, người của Linh. Ôi, hai cậu mà quên ai mở công ty, cũng chuẩn bị thành lập công ty ấy, nhớ không? Giới thiệu tới nhá. À ok, thế okay, khéo tao phải bảo anh Đồ mở chắc một tài khoản. Đúng rồi. Công ty. Nhớ doanh nghiệp. Nhưng đây thì MB nào cũng là cũng có mở như thế, nhưng mà phải là MB17T2 Hoàng Đạo Thúy. Đúng. Cần nhớ thiết. Chưa? 17T2 Hoàng Đạo Thúy. Ok ok ok. Tầng 1 nhá. Là phải qua gặp đúng bạn mới mở. Đúng. Rồi, chính xác. Đúng. Ok luôn. Ok ok ok. Bye bye. Bye bye. Chơi vui vẻ nha. Chơi vui vẻ nha. Ok. Thế nào? Đã không bao giờ mở tài khoản. Ôi. Anh gặp đấy. Ủa? Cái gì vậy trời, lại gặp nhau vậy? Sao lại quay lại một chỗ này? Không biết luôn đi, trời ơi. Trời ơi. Trêu rồi. Kiểu lưu luyến à? Ờ. Chết lưu luyến, cái ứng dụng này lưu luyến hai mấy đứa mình hay sao ấy. Hỏng rồi. Lưu luyến rồi. Eo định đứng dậy đi ăn cơm ở đấy, thế nào tự nhiên lại ghép lại này thế. Nhưng mà thôi, lại phải đi thật đấy, đói lắm rồi, tí nữa đi. Rồi, đi. Mình đi nấu ăn với nhau các bạn. Ừ. Ok, ba các bạn nhá. Đi ăn, bạn đói quá. Nhá. Ok thế nhá, okay, bye bye. Hồi hóa ra như thế, hôm trước mình đéo trả tiền, đúng không? Thì nó cho mình chim cu bướm. Đúng rồi. Hôm nay trả tiền cái, mẹ bốn người, người nào nói cũng mẹ tới sáng. Tao thể mua được cái gì không nhở? Ôi má, đây này, hôm sau anh em còn thích cái 100% guarantee này. Korea. Đi qua Hàn 22 kim cương, Thái 7 kim cương, Đài Loan 29. Đù má, cái này còn nhiều chức năng quá ta. Mai tao phải nạp 40.000 kim cương mà tao nói chuyện. Đù má, ứng dụng đỉnh cao má. Được đấy. Ừ. À, cả bên này người ta ít next mình, người ta cũng đéo quan tâm mình là ai, đúng, là streamer hay gì ấy. Ờ, thoải mái thôi. Người ta nói chuyện thoải mái, đúng rồi. Ờ. Cái này hơn Ome với cả yes, toàn người có tuổi rồi ấy, không phải kiểu trẻ con. Đúng, không phải kiểu má gặp ăn đi. Tại vì cái này biết sao, tại vì cái này nạp tiền. Ok, job á, chỉ có job đâu. Má gì đâu. Thế công bảo thằng dế làm job à? The fucker.